mẫu chép neo B750 các bác nhé. Chép neo B750, đây là một mẫu chép neo cực kỳ hay và cực kỳ chất lượng. Tóm lại là cực kỳ xịn các bác nhé, cực kỳ xịn. Đấy. À, em báo giá luôn đi. Cái mẫu này nhà em đang bán với giá là 2.650.000 một đôi. 2.650.000 một đôi các bác nhé. Em giới thiệu sơ qua nhé. Nắp của nó nắp nhôm này, chạm của nó chạm nhún này, và cái côn của nó là côn 75. Côn của nó côn dây dẹt các bác nhé. Lưu ý cho em là côn dây dẹt. Đôi chép này rất là đẹp. Chép nhập khẩu của Trung Quốc nguyên đôi. Mã là DE900M. Bác nào mà mua cái đôi này nhà em rồi thì là mở nắp ra, ở bên trong nó sẽ có một hình địa cầu các bác nhé. Và hiện tại là em đấu dây và một cái con tép này. Thì bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc lên để em test cho các bác nghe chất âm các bác nhé. Đây, giới thiệu nốt đi. Mua về nó sẽ có tem dán như thế này các bác nhé. Và có ốc đi kèm khi các bác, để cho các bác về các bác bắt phễu vào nhé. Giờ em sẽ mở nhạc cho các bác nghe chất âm nhé. Nghe rất là phê các bác nhé. Quá là hay. Bác nào mà về làm sự kiện mà mua dòng chép này thì là không còn gì để nói. Quá là tuyệt vời. Hay quá. Cái khúc này hay quá này. Và chép này các bác dùng cực kỳ mềm các bác nhé. Dòng chép cao cấp nhất đang đứng số 1 trong những dòng chép neo 750 nhà em. Nó mà hay như này thì đúng là ngồi nghe cả ngày không thấy chán các bác nhé. Các bác nào mà mua hàng nhé, nhà em sẽ chèn số điện thoại nhà em trong video, số Zalo nhà em trong video. Mọi chi tiết mua hàng các bác gọi trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo nhà em các bác nhé. Rồi những video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ, và cho nhà em một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho nhà em ra các video tiếp theo cho các bác xem nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.